gấu nó đầu lên thấy pha xi tan. Không. Con gấu gươm. Nó làm bằng gươm. Nó làm gươm. Làm bằng gươm. Ôi chàng ơi, một cái đồi hoa chết luôn rồi, đồi hoa này. Con voi, làm bằng cây cảnh á. Đúng là cái người ta tới đây ta không cần phải à, con nai làm bằng cây cũ nè. Con nai làm bằng cây cũ, nhìn xa đẹp nè anh Nhân, coi này không. Đó, phan xi băng. Nè. Thấy không? Ok. Đó, rồi. Để di chuyển hướng này ra nè. Xe tới kìa, xe tới rồi. Đây là con đà điểu nha. Con đà điểu. Rồi xe tới rồi, ra đi. Tôi nói cái này gọi là đi An Giang nè. Đi một cái thôi quá chèn đi. Ừ. Đi chơi mà đi cứu này là phải nói là ai chơi cho lợi. Thôi, ở chơi đồng thời cũng đi mà đi, tất cả mọi người ta đi không nổi mà đi chơi đi khắp nơi nổi. Đúng rồi. Ôi rất là thơm. Đúng rồi, đúng rồi. Ô, mình chỗ ra trên đây. Đó rồi. Ôi, lên nè. Di chuyển đi, di chuyển đi. Trong chuyến đi này tại sao mà nói tới cái chương trình tận dụng là tiêu diệt tất cả các lượng tiền mà liên quan tới ăn nè, xe nè, những vấn đề mà lặt vặt đó hen, là hoàn toàn là tất cả ai đi là đều phải xuất tiền nhà ra hết. Tội nghiệp có mấy để đó nghe, nó năn nỉ, nó mượn tiền, nó thiếu tiền, còn có thằng Giang nó còn thiếu ba đen triệu đồng nữa chưa có trả nữa. Nhưng đó là quy luật rồi, bản thân mình xuất, tất mọi người cũng xuất hùng tiền để đi, không rút được đồng nào trong cái tài khoản của từ thiện hết. Tiền từ thiện là người ta gửi bao nhiêu, thậm chí người ta gửi 5.000 là cũng cho đến nào mà đã cho, chứ không bao giờ chưng dùng vô một quốc nào, dù cho người gửi 500, 1 triệu, 5, 3 triệu. Còn riêng cái lượng tiền mà bà con gửi, người ta gửi vô hùng vô xe thì mình đưa vào xe, hùng vô nào đưa vào cái đấy. Đó. Chưa có ai gửi tiền cho mình để cho mình đi, cho nên mình phải rút tiền nhà để mình đi. Kinh phí cá nhân của bản thân mình đó đến thời điểm này là tương đương là 4 triệu mấy á. 4 triệu mấy cái tiền mà kinh phí cá nhân á. Đâu? Đây là hoàn cảnh Hoa Xi Băng, vườn hồng, vườn hoa sum, thung lũng hoa, mường hoa. Giờ tới con chị người thức ơi. Bây giờ là mọi người cứ chỉ đi ra đi nghe, để mà tôi vô thôi nha. Quá chàng, bởi vậy ta nói con voi. Thì bà kia nó phải cố gắng quay cho mấy con voi, chụp hình con voi cho bà. Đó là nguyên một cái hoa rất là đẹp. Mà có đường đi vô đi lên đi ra đường kia không? Có chỉnh có đường ra không? Chỉnh có đường ra không á? Không, đường ra trên kia kìa. Có đó, ai đi ra rồi đó. Đúng rồi. Đẹp gì lộng lẫy chàng. Bởi vậy đường hoa Đỗ Quyên. Hôm qua tát nước trên cành, bỏ quên là quên cái nón, trên cành là cành hoa lan. Ai đạp thì hoa lan tan, chứ đừng có để hoa lan rơi vào làng. Bây giờ mọi người đi về đi ngang, tôi đi một vòng đây rồi tôi đi về sau. Nên ta ngang yêu hoa. Qua kia con gấu nè. Quá thơm luôn. Thơm bát ngát luôn. Giờ được quyền đi coi thôi, không được quyền chụp ngang. Bây giờ là tạm thời quay rồi cho mọi người coi. Phan Xi Băng. Từ bên đó còn đẹp cái kè nè anh Nhân, anh Nhân. Quay xuống bên kia nữa kìa. Bởi vậy không lẽ giờ anh em ở đây đây hoài chứ. Hết sức rồi. Cái cảnh ở dưới sao đẹp quá đẹp. Cái chỗ này nó dụ mình. Bởi vậy. Nó dụ mình. Chiều sao quay chữ phạch. Đây là vị trí gà cáp treo. Và điểm đến của gà cáp treo cũng là điểm ga, là điểm vô của gà cáp treo. Và giờ bắt đầu đoàn đang xuống. Ô cô ra đi, cô trở lại cho mình ra cô. Cho bị cưng còn nước không?
Rồi hết không? Hết rồi, được rồi, hết xuống nước là vừa rồi. Giờ này đoàn đang xuống luôn. À, uống hết nước luôn. À, hết nước mà tiền còn xuống dưới mua thêm. Đây. À. Dạ, kính thưa toàn thể tất cả quý vị, hiện tại chúng tôi đang có mặt trên đỉnh Phan Xipang. Hôm nay thời tiết hết sức là tuyệt vời, với một cái độ mát, và mát tới mức là gần như là mát mẻ tuyệt đối. Cái người lên đây rất là thoải mái, nếu như mình thả lỏng tư tưởng tâm hồn, hít thở nhẹ nhàng á, có lẽ cái không khí phải nói rất là trong lành. Khi mình thở được cái không khí là mình thấy vô cùng thoải mái tâm hồn. À, sau khi lội qua những bậc thang lên đây thì bắt đầu ngồi hít thở không khí để ngắm lên vị trí ở trên. Đây là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, và tuốt cây chót chót trên kia là cây cờ điểm cao nhất nha. Chút xíu nữa sẽ lội lên tới trên đó, thời gian cũng không có khó đối với đôi chân của mình, và đặc biệt hơn là nó rất là khỏe. À, nhất là khi coi lại cái cảnh mà ở dưới này nè, phải nói là vô cùng đẹp. Cho quý vị mình xem nha. À, ngồi này nè, cực kỳ không, rất là tuyệt vời. Và tuyệt vời nhất là cái máy của anh Nhân, máy này quá quá im luôn. Rồi, nếu như ai muốn đi ra thì mình vô đó, còn mình đi bộ lại đường này lên, lên ngay trên tượng đồng. Đi bộ lại đường này. Nếu mà không có thời gian thì mình đi ra, còn có thời gian thì mình đi bộ. Thời gian mình rộng, đi lại cái đi. Đi tiếp đây nè, lên đi, lên trên tượng luôn. Tôi thấy nãy giờ không thấy, để hỏi vậy. Đường lên đỉnh Phan Xipang. Lên đi ưu tiên. Cái này lên ra. Lên ra, lên này, rồi. Nó có trăm mấy ngàn con lê bình thường, con lê cấp treo lên đi. Dạ, kẹo ơi, dạ, đi tạo với mọi người đi. Đẹp như mơ rồi. Đây tôi sẽ trao lại cho đệ một cái cục sàn để cho đệ thoải mái, không sợ hết pin. Anh ăn cơm đi. Em nếu em nói về quay cảnh lấy nét là em nói thiệt, kiếm người đứng thứ hai là cũng khó. Anh chuyên gia lấy nét mà, tại cái máy em không có đủ khả năng thôi. Đây để đâu? Giờ cái máy nào không sử dụng, để không sử dụng thì để vô cặp. Cái nào máy nào không sử dụng để vô đây. Rồi đây là nói chớ lên đây mà nắng là thời tiết là phải nói ưu đãi tuyệt đối luôn đối với người mà đi trên Phan Xipang. Ô, mình đi lên tượng Phật đi bộ rồi, quá chừng đẹp rồi. Đây chịu không được ta. Ê, nó nghe nè, thức đi đường bộ đi, cái bậc thang lên trên. Đi bộ đẹp hơn là đi ga được đỡ huyên. Chúng ta đi diễn vô trong chùa. À, đây là thờ Trúc Lâm Tam Tổ. Trúc Lâm Tam Tổ là gì? Trúc Lâm là nói tới vị vua Trần Nhân Tông đắc đạo rừng trúc trên núi Yên Tử, gọi là Trúc Lâm. Nhưng mà có thêm hai từ Tam Tổ, đó là Tổ Pháp Loa gọi là Nhị Tổ, và Tổ Quyền Quang là Tổ thứ ba. Ba vị này là tiếp tục truyền cái con đường thiền của vua Trần Nhân Tông. Chùa này ở trên gần đỉnh Phan Xipang. Nam mô A Di Đà Phật. Đây, đoàn đang di chuyển xuống cáp treo. Hành quân lên 10 người và xuống còn 3 người.
Hàn Quân lên mọi người, xuống còn ba người, lạc mất 7 người rồi. Ra là đi 3 về 7 mà mình đi 7 mà giờ còn có 3. Hàn Quân xuống tới đây ngang. Rồi xuống, ủa nãy giờ đi cũng nhiều á, thì từ đó qua đây cũng xa. Xuống cả cáp treo đi tính. Hít thở thiệt là sâu, hít thở đều. Cơ thể rất là khỏe. Bà ngồi dưới cáp treo, giờ gần như kiếm đi. Chắc ngồi trong ga cáp treo luôn, vậy giờ bà dám đi đâu? Đó, phải là nó đỏ đâu. Đó, bà đó rõ ràng. Cái gì lên nữa? Không có đâu. Đâu đỏ, đỏ giống nhau thôi, vậy thì bà được. Bây giờ xuống. Phải nói cực kỳ. Chạy đi. Đây là cái thời tiết đang tốt nè. Mình di chuyển cho nó nhanh về chứ xíu. Ở dưới này nó nhận phòng, nó xuống dây cho phòng chứ. Nhận chớ đề chút nữa, tôi với huynh đại tôi nhận phòng VIP. Tôi có ủa mà ở khách sạn nào có đồ cạo râu mà sao mấy huynh đệ mình không cạo ta? Em muốn không đi, em muốn không cạo. À, còn người nữa, còn người nữa. Con người đang đổ xuống. Con lên và con đổ xuống. Ngón sao kiếm ngón cây thức ơi. Đây ngón đây. Rồi đi nè. Tất nhiên như là bây giờ nhớ mình đi chút ngang. Đừng đi lẹ quá. Đúng rồi. Di chuyển chung nhóm đi. Rồi. Bây giờ mình đi xuống luôn đi. Khỏi diễn qua không? Khỏi xuống rồi. Ê, đừng qua đó, đảo lại. Ở đi rồi xuống này nè. Đâu phải xuống bên đây hả? Ừ. À, xuống lên này. Đang sửa đường nha, đang sửa đường. Lối về cáp treo đi ra đường này, ra đường đó. Ra đường đó. Đúng rồi, mình đang đi ra đây chụp ảnh mà. Xuống này ra, xuống đường này nè. Không bắt được cái cửa ơi. Không đi ra đường đó xuống thôi. Ừ. Cái đó là đi ra xe lửa. Không, ra cáp treo đi ra đường đó, đó. Đi đường cũ á, đi đường cũ. Đường cũ lên, được lên cũ á. Ừ đúng rồi. Dạ bây giờ đang đi xuống nha quý vị ơi. Không phải đi đường cũ, đi đường này nè. Không. Không, khỏi qua cô em. Đi theo đường đường mũi tên, theo đường mũi tên, y như cũ. Lối về ga cáp treo. Đây. Tại em đây đang lấy cái mẫu thần Phật vô đây. Quá đẹp rồi. Đi xe ngồi liên tục là 42 tiếng đồng hồ. 48 tiếng đồng hồ, ngồi lúc 48 tiếng đồng hồ từ An Giang ra ra tới ngoài Lào Cai ha. Tôi nghĩ là tuổi sau là tôi sẽ tất cả đấy.
cao nhất ở bang Si Băng. Đã vậy ăn kem nữa. Ơi à. Rất đẹp.